Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Chữa thoái hóa cột sống hiệu quả bằng thuốc nam không gây tác dụng phụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, như các bạn đã biết, thoái hóa cột sống là căn bệnh mãn tính liên quan chặt chẽ tới quá trình lão hóa xương do phải chịu tải trọng xảy ra liên tục. Thoái hóa cột sống bản chất là những biến đổi hình thái gồm các thoái hóa đốt sống ở đĩa đệm, thân đốt sống và ở các mỏm gai sau. Thoái hóa cột sống thường gặp ở những người cao tuổi, người lao động nặng nhọc, dân văn phòng với những cơn đau ê ẩm kéo dài. Trong đó, cột sống cổ và cột sống lưng là hai khu vực dễ bị thoái hóa nhất. Thoái hóa cột sống ảnh hưởng đến vận động, sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Những năm qua, thay vì dùng thuốc Tây tác dụng nhanh nhưng nhiều tác dụng phụ, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn chữa bằng đông y với ưu điểm an toàn và tác động vào nguyên căn của căn bệnh. Y học cổ truyền có một số bài thuốc nam lành tính có hiệu quả cao. Khỏe Đẹp Online sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những bài thuốc nam đó trong video dưới đây. Những nội dung chi tiết: thứ nhất là chữa thoái hóa cột sống bằng lá lốt, thứ hai là xương rồng trị thoái hóa cột sống, thứ ba là chữa thoái hóa cột sống bằng ngải cứu, thứ tư là chữa thoái hóa cột sống bằng quả nhầu, thứ năm là chữa thoái hóa cột sống bằng rượu gấc, sáu vì sao bạn nên chữa thoái hóa cột sống bằng thuốc nam, thứ bảy là những bài tập dành cho bệnh nhân bị thoái hóa cột sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết. Thứ nhất, chữa thoái hóa cột sống bằng lá lốt là loại cây dễ kiếm và không còn xa lạ với nhiều người. Theo y học cổ truyền, lá lốt có tác dụng nâng cao sức khỏe xương khớp, cải thiện tình trạng sưng tấy, nhức mỏi và một số vấn đề khó chịu khác liên quan đến xương và các khớp. Chính vì thế, trong đông y cổ truyền và trong dân gian, người ta thường sử dụng lá lốt để phòng ngừa và điều trị bệnh thoái hóa cột sống. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị gồm có 20g lá lốt, 20g lá ngải cứu và 300ml giấm. Bạn thực hiện như sau: ngải cứu, lá lốt rửa sạch, cho vào nồi rồi luộc bằng giấm gạo. Bạn đun sôi nhỏ lửa 15 phút thì đổ ra bát. Bạn dùng bông thấm và xoa bóp vùng bị đau nhức. Thứ hai là dùng xương rồng để trị thoái hóa cột sống. Theo y học cổ truyền, cây xương rồng có tính hàn, vị đắng, có khả năng giải độc, thanh nhiệt cơ thể, hóa ứ trệ, hoạt huyết tốt. Ngoài ra, nhờ đặc tính này, cây xương rồng còn có tác dụng giảm đau, chống viêm, hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống và một số bệnh lý về xương khớp khác. Để trị thoái hóa cột sống bằng xương rồng, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau. Thứ nhất là 3 nhánh xương rồng, 200g cám gạo, 100ml giấm nuôi và lá chuối hột. Bạn thực hiện như sau: lại bỏ triệt để phần gai của cây xương rồng, rửa các nhánh xương rồng cùng với nước muối, băm nhuyễn xương rồng, sau đó trộn xương rồng cùng với giấm nuôi và cám gạo, cho hỗn hợp này vào chảo và xào cho đến khi các nguyên liệu kết dính lại với nhau. Tắt bếp, cho hỗn hợp vào mặt trong của tấm lá chuối hột. Bạn dùng thêm một tấm lá chuối để lót lên phía trên. Người bệnh nằm trên tấm lá chuối cho đến khi hỗn hợp ở bên trong hết nóng, bạn áp dụng từ 1 đến 2 lần trong một ngày. Phần thứ 3 là chữa thoái hóa cột sống bằng ngải cứu. Lá ngải cứu là vị thuốc có tác dụng nhiều trong việc chữa các chứng bệnh về xương khớp nói chung. Cách sử dụng lá ngải cứu cũng rất đa dạng, người bệnh có thể đắp hoặc sắc lấy nước để uống đều được. Cách thứ nhất, chữa thoái hóa cột sống bằng bài thuốc đắp lá ngải cứu. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị gồm 200g lá ngải cứu và muối. Cách thực hiện, bạn mang lá ngải cứu đi rửa sạch để cho nguyên liệu ráo hết nước, cho lá ngải cứu vào chảo và xao vàng cùng với một ít muối. Mang lá ngải cứu và muối đắp lên những chỗ vị trí bị đau nhức. Người bệnh kiên trì áp dụng phương pháp chữa bệnh thoái hóa cột sống bằng thuốc đắp ngải cứu từ 1 đến 2 lần trong một ngày để cải thiện các cơn đau và bệnh lý. Cách thứ hai là uống nước lá ngải cứu trị bệnh thoái hóa cột sống. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị gồm 200g lá ngải cứu, mật ong nguyên chất. Cách bạn thực hiện như sau: mang lá ngải cứu đi rửa sạch. Để nâng cao tính sát khuẩn, bạn nên ngâm lá ngải cứu trong nước muối pha loãng, vớt lá ngải cứu ra để ráo nước, cho lá ngải cứu vào cối và giã nát. Dùng vải mùng vắt lấy nước cốt của lá ngải cứu, hòa nước cốt của lá ngải cứu cùng với 2 thìa mật ong nguyên chất, uống ngay khi vừa thực hiện. Bạn dùng một ngày một lần, người bệnh cần kiên trì áp dụng cách uống nước lá ngải cứu để điều trị bệnh thoái hóa cột sống. Bạn uống hàng ngày trong vòng 2 tuần, việc kiên trì sử dụng sẽ giúp bạn cải thiện các cơn đau và các tình trạng co cứng khớp và một vài triệu chứng khó chịu do bệnh thoái hóa cột sống gây ra. 4. Chữa thoái hóa cột sống bằng quả nhầu. Theo y học cổ truyền, quả nhầu có nhiều tác dụng như nhuận tràng, lợi tiểu, làm dịu thần kinh, giảm đau, chống viêm.
trừ khử độc tố, tăng cường miễn dịch. Các nguyên liệu bạn cần chuẩn bị gồm 200 g quả nhầu già và 2 lít rượu 45 độ. Bạn thực hiện như sau: đem 200 g quả nhầu già đã được rửa sạch, thái lát mỏng, ngâm với 2 lít rượu 45 độ trong vòng 1 tháng. Mỗi lần uống từ 5 đến 10 mg rượu nhầu, một ngày bạn uống từ 2 đến 3 lần thì bệnh sẽ đỡ. 5. Chữa thoái hóa cột sống bằng rượu gấc. Theo y học cổ truyền, hạt gấc có tác dụng điều trị lở loét, cải thiện tình trạng viêm, sưng tấy và điều trị các bệnh đau nhức do bệnh thoái hóa cột sống gây ra. Ngoài ra, vị thuốc này còn có tác dụng điều trị chấn thương, huyết ứ, chống viêm, giảm đau, chữa mụn nhọt và sưng vú. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị gồm từ 2 đến 3 quả gấc chín, 2 lít rượu nặng, một bình thủy tinh có nắp. Bạn thực hiện như sau: bổ gấc lấy toàn bộ hạt, bóc bỏ lớp thịt đỏ bên ngoài và phơi khô. Đem hạt gấc đi nướng cho đến khi cháy xém phần vỏ và phần nhân chuyển sang màu vàng. Hạ thổ hạt gấc vừa nướng, khi chúng nguội thì bỏ ra, bóc hết lớp màng bên ngoài. Giã nhỏ hạt, đổ vào bình rượu ngâm trong khoảng 1 tháng cho đến khi rượu chuyển sang màu đỏ. Ngày bạn dùng rượu thuốc này để xoa bóp lên vùng bị đau nhức. Bạn nên lưu ý rằng nên phơi hạt gấc khoảng từ 3 đến 5 nắng. Phải dùng hạt gấc đã được nướng, không dùng trực tiếp hạt sống sẽ gây ngộ độc. 6. Có nên chữa thoái hóa cột sống bằng thuốc nam? Theo các chuyên gia về y học cổ truyền, chữa thoái hóa cột sống bằng thuốc nam là phương pháp được đông đảo người bệnh hiện nay đang tin tưởng và lựa chọn để dùng. Ưu điểm sau, thứ nhất là chi phí hợp lý. Các bài thuốc nam chính là phương pháp ưu tiên nhất về chi phí. Thực hiện các bài thuốc này khá dễ dàng và các nguyên liệu đều có thể lấy từ tự nhiên. Người bệnh có thể tìm kiếm ngay trong vườn nhà mình, trong tủ bếp, do đó tiết kiệm được chi phí về điều trị lâu dài. Thứ hai là an toàn. Khác với các loại thuốc Tây có nhiều tác dụng phụ, thuốc nam khá an toàn và lành tính. Nguyên nhân là bởi thuốc nam có nguồn gốc từ tự nhiên, người bệnh dù có sử dụng lâu dài cũng không lo về tác dụng phụ như dùng thuốc Tây. Ba là hiệu quả cao. Đa phần các bài thuốc đều trải qua kiểm nghiệm và chứng minh trên nhiều bệnh nhân phù hợp với cơ địa. Chứng lão hóa ở cột sống sẽ thuyên giảm nếu người bệnh kiên trì áp dụng với cơ chế điều trị bệnh từ gốc tới ngọn, đồng thời hồi phục cơ quan bị tổn thương và nâng cao sức đề kháng. Các bài thuốc đông y được đánh giá là giải pháp đánh bại thoái hóa cột sống hữu hiệu nhất hiện nay. 7. Bài tập dành cho bệnh nhân bị thoái hóa cột sống. Các động tác trong bài tập thể dục hỗ trợ điều trị cột sống nhẹ nhàng, đơn giản, người bệnh nên thực hiện đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả. Thứ nhất là gập gối, to chest. Bệnh nhân nằm ngửa, lưng thẳng, hai chân gập ở tư thế 90 độ, hai tay song song với thân mình, gập gối trái vào sát thân mình, hai tay đặt lên gối, nâng cổ và vai, ép sát cằm vào gối, giữ khoảng 15 phút, trở về tư thế ban đầu, thực hiện tương tự với gối bên phải. Gập cả hai gối sát vào thân mình, nâng cằm giữa hai gối và giữ nguyên tư thế trong vòng 15 giây, sau đó thả lỏng về tư thế ban đầu, lặp lại động tác từ 3 đến 5 lần. Thứ hai, gập lưng, child pose. Bệnh nhân quỳ trên sàn ở tư thế thẳng lưng, gập chân lại với nhau và ngồi lên gót chân, đưa hai tay thẳng ra phía trước, gập sát thân hình xuống sàn, vươn thẳng tay qua đầu, chạm sàn, thở đều giữ trong vòng từ 15 đến 30 giây, sau đó thả lỏng, nâng người lên từ từ và trở về tư thế ban đầu, lặp lại động tác từ 3 đến 5 lần. Thứ ba, giữ thăng bằng. Bắt đầu với tư thế sấp, người thực hiện chống hai tay và đầu gối lên sàn, bụng siết chặt, mặt cúi xuống sàn, cổ thẳng, đưa chân trái ra sau, đưa tay phải ra phía trước, giữ nguyên tư thế từ 3 đến 5 giây, sau đó trở về vị trí ban đầu, đổi bên và thực hiện động tác tương tự, luân phiên từ 5 đến 10 lần cho mỗi bên. Tư thế cây cầu, người bệnh nằm ngửa, hai tay xuôi cạnh hai bên hông và đùi, hai tay và vai vào sàn, giữ thăng bằng, co hai chân vào sát mông, mở rộng bằng vai, hít thở sâu, nâng phần hông và phần bụng lên cao ở mức có thể, sau đó thở ra, hai tay đan vào nhau, giữ tư thế trong vòng 5 giây cho đến 1 phút, từ từ nằm xuống, trở về vị trí ban đầu, lặp lại động tác từ 3 đến 5 lần. Như vậy là Khỏe Đẹp Online đã cung cấp cho các bạn toàn bộ thông tin về cách chữa thoái hóa cột sống an toàn bằng thảo dược tự nhiên, gồm chữa thoái hóa cột sống bằng lá lốt, bằng cây xương rồng, bằng lá ngải cứu, bằng quả nhầu, bằng rượu gấc. Và để đưa ra các thông tin vì sao bạn nên chữa thoái hóa cột sống bằng thuốc nam, cuối cùng là các bài tập để chữa thoái hóa cột sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát trên kênh Khỏe Đẹp Online. Nếu có những câu hỏi hoặc thắc mắc, các bạn có thể để lại ở phần comment phía dưới và chúng tôi sẽ sớm có phản hồi.
Để không bỏ lỡ những kiến thức và thông tin mới về sức khỏe, quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở phần phía dưới bên tay phải. Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ những thông tin hữu ích đến người thân và bạn bè của bạn bằng cách nhấn nút like hoặc nút share để giúp họ có thể tự bảo vệ sức khỏe của chính mình. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.